Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 250 token CIB. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình trong tab chatbot nè bạn. Rồi các bạn bấm join này góp nè. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join lên group nè. Rồi các bạn bấm đáp lên nè. Bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi các bạn bấm đáp lên nè. Tiếp tục follow tại Twitter và Reddit nè. Trên tờ Twitter các bạn theo dõi nha bạn. Bạn like nè, các bạn tweet lên nè. Sau đó bạn mới đáp lên nè. Các bạn cho tiếp kênh channel nè. Rồi tiếp tục các bạn follow tờ Twitter và tweet nè. CIB đâu. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn tweet lại. Tweet lại nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào Research. Rồi bạn đưa trang các bạn. Card là một cái chiếc xe. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email của mình nha các bạn. Ấy, Ánh Văn Quỳnh. Rồi bạn gửi cho bot nè. Dòng thứ hai các bạn gửi địa chỉ với Binbi sợ Machen Bet 20 trên với chocolate của tất cả các bạn nè. Sau đó bạn gửi đường link profile tại Twitter của mình nè. Thì bạn mở tại Twitter mình ra các bạn. Bạn nhấp vào avatar nè, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè, người là chatbot nè. Tiếp tục các bạn submit link retweet nè. Submit link retweet thì các bạn mở tờ Twitter tất cả các bạn ra, các bạn chia sẻ, các bạn ra tờ tweet nè. Bài nào ta? Rồi, các bạn chia sẻ các bạn gấp ta của nó các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Đây là chatbot nè. Đúng rồi. Sau đó nó hỏi trên kênh channel, của bạn anh heo cho nét nha bạn. Sau đó bấm anh heo cho nét nha bạn. Sau đó bấm menu bạn. Bấm balance đi chết số càng mà kiếm được. Ok, mình đã nhận được 250 tập càng CB. Các bạn việc lên ghép chia sẻ trong về dần thăng để kiếm thêm số càng các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.